xin chào bạn, chào mừng các bạn đến với video review sản phẩm của Vinmark. Và trong chuỗi video review về máy phát điện ngày hôm nay, mình sẽ lại giới thiệu cho các bạn một chiếc máy phát điện chạy dầu có thương hiệu là Komatsu với model là KD6500. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về sản phẩm này cũng như là quay video kết máy, cách sử dụng máy để cho mọi người cùng tham khảo. Và những anh chị quan tâm cần mua một chiếc máy phát điện 5 kg thì hãy ở lại video này ạ. Thì đây là một dòng máy phát điện chạy dầu trần có phần khung khá là chắc chắn và lớp sơn tĩnh điện màu vàng ạ, giúp máy sẽ bền hơn theo thời gian. Mọi người sẽ nhìn thấy toàn bộ lốc máy, các cái bộ phận của máy. Đây là bình ắc quy để chúng ta có thể đề nổ một cách dễ dàng khi mà chúng ta khởi động. Ở phía bên trong tổ máy và động cơ cuốn dây đồng, 100% là dây đồng nên là mọi người hoàn toàn yên tâm trong quá trình sử dụng. Và đây là phần ống xả ra nên là trong quá trình vận hành thì mọi người có lưu ý là không lại gần bộ phận này. Và đặc biệt nhà gia đình nào mà mình có các bạn nhỏ ấy ạ, thì mình lưu ý là không để cho các bé lại gần máy. Hết điện ở bình ắc quy thì mọi người có thể là giật tay tạm, khởi động giật tay khi mà cần thiết. Đây là vị trí mà chúng ta sẽ đổ nhớt động cơ. Ở đây thì mọi người sẽ sử dụng các dòng nhớt động cơ 4 thì nhớt xe máy. Trên này thì là sẽ là phía thùng dầu của nó sẽ là 10 lít. Có thể dễ dàng quan sát lượng dầu trong máy bằng cách là nhìn qua cái mắt nhớt này ạ. Đây, máy hoàn toàn mới nhá mọi người nhá. Máy còn mới nguyên và bây giờ mình với khui máy giới thiệu cho mọi người cũng như là test máy trước khi bàn giao cho khách hàng. Tiếp đến thì ở đây thì sẽ có phần bảng mạch điều khiển. Có ổ cắm thì mình sẽ cắm chìa khóa để khởi động máy này. Ở bên đây thì sẽ có cổng ATS để mình sẽ lắp đủ ATS trong trường hợp mà mình muốn chủ động hơn, khi mà điện lưới mất mà mình muốn tự động nhảy sang điện máy phát điện thì mọi người sẽ lắp thêm tủ ATS vô đây ạ. Đây là cái đèn báo khi lượng dầu còn ít trong quá trình mà chúng ta sử dụng. Ở bên đây là bảng hiển thị dòng điện ra, lô số vô nó sẽ thể hiện ở đây. Đây là cái automat để chúng ta dùng khi mà cần ra điện thì mọi người sẽ mở lên. Với những cái máy mà khi mà chúng ta mới mua về này, để máy hoạt động tốt nhất thì mọi người sẽ chạy GoDa từ 15 cho đến 20 phút. Thì khi mà chạy GoDa thì mọi người lưu ý là mọi người sẽ gạt automat xuống cái phần ọp này. Đây là hai cái phần ổ để chúng ta sẽ cắm phích cắm vào ổ 220V đây ạ. Và cầu chỉ ở bên đây. Thì kèm theo nữa có một cái phần túi phụ kiện ở trong này. Có phần bánh xe lắp ở bên dưới này để chúng ta có thể kéo máy nó dễ dàng. Có hai cái phích cắm này, ta sẽ cắm vào ổ đây nhá. Mọi người sẽ nối dây điện và mình có riêng một cái video để hướng dẫn mọi người cách nối dây điện riêng rồi, thì mọi người có thể tham khảo video đấy ạ. Tiếp theo đến bộ phụ kiện tháo lắp cho máy này. Mọi người có thể sử dụng để siết các cái ốc và phần chìa khóa cắm vào máy. Điểm lưu ý của máy phát điện là khi mà mọi người không sử dụng thì mọi người sẽ rút bình ắc quy ra để tránh cái trường hợp hết điện. Và lâu ngày không sử dụng thì một tháng mọi người mở máy, mở ắc quy lên để kích điện một lần, tránh ắc quy nó bị hao hụt. Và với model KD6500, công suất của chiếc máy này là tối đa là 5,5 kW. Mọi người có thể sử dụng trong gia đình, sử dụng cho các thiết bị khác nhau, từ điều hòa, tủ lạnh, tivi, phát sáng, nồi cơm điện hoặc là thậm chí cả máy giặt. Mọi người cân đối các thiết bị cần lấy điện là mình sẽ sử dụng chiếc này cực kỳ là ổn. Trong dòng máy phát điện 5 kg thì Komatsu cũng là một model đáng để mọi người tìm hiểu cũng như là tin dùng. Và sau đây kỹ thuật viên của Vinmark sẽ thao tác để khởi động máy. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đổ nhớt, nhớt động cơ như lúc đầu mình có nói là mọi người dễ dàng mua ở các cái cửa hàng xe máy. Với chiếc Komatsu KD6500 này thì dung tích của thùng nhớt sẽ là 1,8 lít. Thì mọi người sẽ đổ khoảng 2/3 thăm nhớt. Và sau 20 giờ đầu tiên sử dụng thì mọi người xả hết nhớt cũ và sau đó thì mình sẽ đổ nhớt mới cho máy để máy sẽ được hoạt động một cách tốt nhất. Mọi người lưu ý là mình không đổ quá nhiều nhớt để tránh trường hợp khi mà mình khởi động máy nó sẽ khó nổ và làm sặc máy á. Với thùng dầu ở đây thì dung tích là 10 lít và trong quá trình mình sử dụng tùy vào nhu cầu mà mọi người sẽ đổ một lượng vừa đủ. Với chiếc máy chạy dầu này thì lượng tiêu hao 1 giờ cho một số điện sẽ là 0,24 lít. Và
là sau khi mà chúng ta đổ nhiên liệu xong thì mọi người nhớ là mình sẽ lắp ắc quy trước khi mà khởi động máy. Và ở ắc quy ở đây thì mình sẽ có hai phần dây, đó là dây màu đen và dây màu đỏ. Dây màu đen mọi người sẽ gắn với cái núm màu xanh, còn dây màu đỏ thì mọi người sẽ gắn với đầu núm dây màu đỏ. Tương ứng với đấy thì phần dây màu đỏ thì chúng ta sẽ lắp với cực dương và phần dây màu đen thì chúng ta sẽ lắp với cực âm ạ. Lưu ý là trong quá trình dùng máy thì mọi người có thể là để bình ắc quy, còn nếu khi mà mọi người không dùng máy thì mọi người nên tháo đầu dây ra để tránh cái tình trạng mà bị kiệt bình. Sau khi đủ nhiên liệu cũng như là lắp ắc quy thì bây giờ mình sẽ thao tác khởi động máy. Trước tiên thì mọi người lưu ý là phần gạt cần đỏ ở đây mọi người sẽ gạt về phía phần run, bởi vì trong quá trình vận chuyển để an toàn nên là bên mình thường sẽ tắt đi. Mọi người sẽ gạt lên trước và sau đó thì chúng ta sẽ khởi động máy. Mọi người cắm chìa khóa này. Trong 10 giây đầu tiên lúc nào cũng vậy, khi mà chủ khởi động máy phát điện thì sẽ phần có phần khói bay ra. Đấy là một trường hợp hoàn toàn tự nhiên nè, mọi người đừng có lo lắng gì và hoàn toàn yên tâm sử dụng máy. Vậy là vừa rồi chúng mình đã thao tác xong cách vận hành máy Gamatsu KD6500. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm cũng như là mua hàng thì quý vị và các bạn mình có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline 024-3838-3456 hoặc truy cập vào website máymocviet.vn. Ngoài ra trên màn hình còn hiển thị số hotline của các bạn kinh doanh. Mọi người hãy liên hệ trực tiếp để được hỗ trợ. Và cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Hẹn gặp lại mọi người trong video lần sau. Chào tạm biệt.